tương truyền thế gian có 10 điểm diêm vương. Đích thực có việc này. Lúc trước tôi ở Đài Bắc, tổng cán sự của Tổng hội Phật Đà Giáo dục Cơ Kim, cư sĩ Giảng Phong Văn nói với tôi, lúc ông tỉnh tọa trong thiền định, ông nhìn thấy rất nhiều lần. Ông nói với tôi, vua Diêm La trong cõi quỷ, thoạt nhìn thì ông này không cao lắm, đại khái chỉ cao 3 bộ. Nhìn thấy rất là rõ ràng. Còn chúng sanh trong quỷ đạo, rất nhiều người đích thân tiếp xúc đến, đặc biệt là ở y viện. Các bác sĩ, y tá trong nhà thương, họ rất tin những chuyện này, bởi vì có rất nhiều người đã từng gặp qua. Ở Đài Bắc có một tổng y viện dinh dân, lúc trước tôi có vài bạn đồng học phục vụ ở đó. Họ nói với tôi, họ đích thân từng trải qua. Họ nói nếu thấy đại quỷ vô thường xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, trong tập tục Trung Quốc họ gọi là bạch vô thường, hắc vô thường. Nếu gặp được, nhìn thấy ở phòng nào, thì người bệnh ở phòng đó nhiều nhất là 3 ngày sẽ mất. Cho nên chúng ta nói đến truyền quỷ thần trong nhà Phật, hầu như họ đều tin tưởng, chẳng nghi ngờ gì cả. Chúng ta đối với lời dạy của Đức Phật, trong Kinh Đại Thừa Đức Phật nói với chúng ta, Như Lai là người nói lời chân thật, lời thật thà, chẳng vọng ngữ, chẳng nói dối, tuy là chân tướng sự thật. Nhưng cũng không ra ngoài nguyên tắc này. Những tướng này cũng không chân thật, cũng giống như cõi người chúng ta, những hiện tượng hiện tiền của chúng ta cũng không chân thật. Trong kinh nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Nhưng những hiện tượng này tồn tại, có tướng không tánh, chẳng có tự tánh, cho nên nói nó không tịch. Nhưng những hiện tượng này, nếu bạn không hiểu rõ, không rành rẽ, bạn khởi phân biệt chấp trước trong ấy, thì bạn phải chịu khổ nạn. Đây là điều nhất định không thể tránh khỏi. Nếu bạn hiểu rõ rành rẽ, đối với những hiện tượng này không khởi phân biệt, không khởi chấp trước, thì những hiện tượng này sẽ không chướng ngại. Giống như Kinh Hoa Nghiêm có nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, bạn sẽ được đại tự tại trong đời sống. Nghĩa thú chân chánh của lời Phật dạy là ở chỗ này. Nhĩ thời là lúc giảng xong phẩm lợi ích cho kẻ còn người mất. Bởi vì phẩm trước giảng đối với người qua đời, nên làm thế nào để kỷ niệm, giúp đỡ họ, làm thế nào để siêu độ họ, làm thế nào có lợi ích chân thật cho người mất. Bất luận họ đọa lạc vào cõi nào cũng có lợi ích. Cho dù sanh đến cõi trời, cõi người, để hưởng phước, sự siêu bạc này cũng có thể tăng thêm phước báo của họ.
trong ác đạo có thể giúp họ siêu sanh. Đây đúng là mang lại lợi ích chân thật cho họ. Từ địa ngục có thể siêu sanh đến cõi ngạ quỷ, lợi ích này đã rất lớn rồi. Nếu có thể siêu sanh đến cõi người, cõi trời, thì phước đức đó càng lớn. Thế nên quan hệ giữa các vua Diêm La và chuyện này vô cùng mật thiết. Họ nghe xong thì vô cùng cảm động, đến tán thán. Thiết Di Sơn Nội phía trước đã nói, đây là nơi người thế gian chúng ta nói chỗ của âm tào địa phủ. Núi Thiết Di thực sự là ở đâu? Con người chúng ta chẳng nhìn thấy. Những chỗ Thiết Di, Tu Di, biển lớn nói trong kinh đều là nơi mà mắt thịt chúng ta chẳng thể nhìn thấy được. Vừa nghe hình như không thể nghĩ bằng, trên thực tế khoa học gia ngày nay đã chứng minh cho chúng ta đây là vì thời gian không gian khác nhau. Không gian chúng ta đang cư trú hiện nay gọi là không gian ba chiều. Khoa học gia đã phát hiện ra không gian bốn chiều, nhưng phần đông chúng ta vẫn không cảm nhận được, tiếp xúc được. Còn những không gian có duy nhất cao hơn thì chẳng phải là chỗ phàm phu chúng ta có thể hiểu được. Thế nên trạng huống trong lục đạo chính là thời gian không gian khác nhau mà thôi. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. No.